Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66/27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 0608748 nha. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc nha. Bên mình thì có nhận thâu mua, giao lưu trao đổi máy nha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với bên mình. Giao lưu trao đổi máy thì mình sẽ tính mọi người giá máy cực kỳ ok để cho mọi người có thể đổi máy được nha. Thì hôm nay mình cũng có về được một số dòng máy mới để giới thiệu mọi người luôn. Thì đầu tiên mình giới thiệu cái iPhone 11 nha. Cái này là cái 11 bản Mỹ 64GB, máy lock nha, SIM đã khóa nè. Con này thì pin cũng còn khá là cao, pin 90, máy nguyên zin luôn nha mọi người, nguyên zin luôn. iPhone 11 màu đen, cái này mình bán chỉ với giá là 4,4 triệu thôi nha. Ngoại hình thì cũng còn tương đối nha, đẹp tầm 98 nha mọi người, iPhone 11. Và mình có thêm một cây iPhone 11 hàng chính hãng nha, cây này mới mua, còn bảo hành từ tháng 11 luôn, pin còn 98% nha. iPhone 11 Việt Nam 128GB nha, pin còn 98, máy còn khá là keng nha. Cái này giá bán của bên mình là 8,350,000 nha, iPhone 11 128GB, còn bảo hành chính hãng tới tháng 11 nha. Bảo hành bây giờ mà kiếm được cái iPhone 11 còn bảo hành nó cực kỳ hiếm nha mọi người. Samsung Galaxy S21 hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam 2 SIM, ngoại hình tổng thể thì nó hơi trầy, được cái là zin nha, hàng Việt Nam màn đẹp. Cái này được 2 SIM S21 5G, cái này bên mình đang bán chỉ với giá là 4,5 triệu nha, 4,5 triệu S21 hàng Việt Nam nha, ngoại hình tổng thể nó hơi trầy nhưng được cái zin nha mọi người. iPhone 13 Pro Max màu xanh quân đội, nó trầy nhẹ xíu nha, có trầy nhẹ. Con này thì máy tầm 97-98 nha mọi người. Pin cũng cao luôn, pin còn tới 91 nha, màu xanh, máy zin. Máy zin nha, màu xanh quân đội nè. Cái này thì bên mình bán chỉ với giá là 14,5 triệu thôi. 13 Pro Max nha, 14,5 triệu màu xanh, hoàn đẹp 98, có trầy nhẹ. Xiaomi Redmi Note 12 Pro phiên bản 5G, máy này máy xách tay nha, RAM là 6, bộ nhớ trong 128GB. Con này cái camera đẹp, màn hình cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ sáng luôn, màn hình OLED. Chip khá là mạnh nha, nên là chiến game thì mua dòng này, Note 12 Pro 5G. Cái này bên mình đang bán chỉ với giá là 3,850,000 thôi. Note 12 Pro nha, 3,850,000 full box. Samsung Galaxy Tab A8 nha, Tab A8. Ngoại hình đẹp keng 99, con mong này màn hình 10 inch, RAM 4 nhiêu trong 64GB. Tab A8 này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 3,4 triệu nha, Tab A8 3,4 triệu. Cái này là cái MacBook M1 nha, M1, ngoại hình trầy nhẹ nha mọi người, trầy nhẹ tầm 98 nha. Cái này mình bán chỉ với giá 12 triệu thôi, M1 nha, 12 triệu. Samsung Galaxy Tab A9 cộng 5G nha, RAM 4 nhớ trong 64, chip 695, máy khá là đẹp, ngoại hình đẹp keng 99 nha. Cái này thì bên mình sẽ bán cho mọi người với giá là 4,5 triệu nha, Tab A9 cộng 5G, 4,5 triệu. MacBook, cái này là cái iPad Pro M1. Đây, full box nha, iPad Pro M1. Con này bản 12.9 nha, to như tấm thớt này nè, bản 12.9. Ngoại hình đẹp keng 99% nha, khá là đẹp luôn, M1 nha. Con iPad Pro M1 rất là mỏng luôn nha mọi người, chip M1 cực kỳ mạnh. Mình bán cái con này cho mọi người với giá là 14,5 triệu thôi. MacBook Pro M1 nha, chỉ với giá là 14,5 triệu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, RAM 12, bộ nhớ trong 256GB. Con này nó có lưu ảnh cực kỳ nhẹ luôn nha. Cây này ngoại hình còn khá là đẹp luôn, bản hàng.
Giá bán của bên mình là 6 triệu 9 nha. Mình có máy đẹp, máy đẹp không ám ảnh thì bên mình đang bán với giá là 7 triệu 8 thôi. Nhưng mà cây này thì nói chung nó ám cực kỳ nhẹ. Xiaomi Redmi K40 nha. Con này chip 870, RAM 6128 nha. Giá bán của bên mình là 3 triệu 750 nghìn K40. Đây, Note 20 Ultra nè, 5G, 1 SIM. Máy còn khá là keng luôn nha. Giá bán là 7 triệu 8 thôi. Xiaomi Realme, con này là Realme 9, RAM 6128, ngoại hình đẹp 98 nha, Realme 9. Cây này thì bên mình bán cho mọi người với giá là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi, Realme 9. S22 LED hàng Việt Nam, con này sườn nó có hơi cắn dăm dăm nha, S22 cộng. Giá bán của bên mình là 7 triệu 8 nha, S22 cộng, bản 2 SIM, giá cực kỳ tốt nha. Con này là con Realme C21i, RAM 4/1064, ngoại hình đẹp keng 99 nha mọi người, đẹp keng 99, 2 triệu nha. Samsung Galaxy S20 FE, 1 SIM, bản Canada nha, RAM 6128, mình thanh lý cho mọi người, còn mấy cây mình thanh lý luôn. Giá bán của bên mình sẽ là 3 triệu 650 nghìn nha, 3650. Realme 11 Pro, RAM 8/256GB, máy chính hãng nha, ngoại hình đẹp 99, thanh lý cho mọi người nha. Cây này giá là 6 triệu 2, Realme 11 Pro. Winmax Aris Pro nha, RAM 8/128, ngoại hình đẹp 98, Aris Pro, RAM 8GB, 2 triệu rưỡi nha, máy đẹp. Samsung Galaxy A32, RAM 6/128, 2 triệu 450 nghìn, A32. Xiaomi Redmi K30 5G, RAM 6/128, máy sách tay chưa tiếng Việt nha, 2 triệu 7. Cây Honor này cấu hình cực kỳ mạnh nè, Honor 50 nha, chip 778 5G khá là mạnh, RAM 8/256, được màn hình cong nữa, nó bị nứt nhẹ thôi. Giá cho anh em trải nghiệm nè, 3850. Vivo T1 5G, RAM 8/128, ngoại hình còn khá là keng, con này chip cũng khá là mạnh luôn, sử dụng màn hình OLED, camera đẹp, 3 triệu 9 nha. Realme GT 2 Pro nha mọi người, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, chip khá là mạnh luôn, 5 triệu 950 nghìn, RAM 12, bộ nhớ 256 nha. Và mình có con Realme GT Neo 5, GT Neo 5, RAM là 12, bộ nhớ 256GB, 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8 thôi. Oppo A57 nha, 2 triệu 550 nghìn, Oppo A57. Xiaomi Redmi Note 12S nha, RAM 8/256, 3 triệu 750 nghìn, Note 12S. Oppo Reno 8 nha, con này RAM 8/256 mà hình nó có lưu ảnh nhẹ thôi, 3 triệu 950 nghìn nha, 3950. Mình có đi. Cây này khá là đẹp luôn, mình thanh lý cho mọi người nha, giá là 4 triệu 4, Reno 8 5G. Vivo V23e nha, RAM 8/256, con này nó bị nhẹ mẻ một xíu ngay bằng đầu kim ngay chỗ này thôi, giá bán là 1 triệu 950 nghìn. Mình có một cây Poco F5 chính hãng nha, F5 Pro chính hãng, RAM 12, bộ nhớ 256GB, 7 triệu rưỡi nha mọi người, Poco F5 Pro chính hãng. Còn một cây Realme Q5 5G nha, con này bản RAM 12/256 nha, Q5 5G. Cái này thanh lý cho mọi người nha, 3 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G nha, RAM 8/256, máy đẹp 99 nha mọi người, 5 triệu 2, hàng chính hãng nha, cái này là hàng chính hãng. Con này là con OnePlus 9R nha, chip 870 nè, RAM 8/128, máy đẹp keng nha. Con này là mình thanh lý cho mọi người nha, 4 triệu 7 thôi. iPhone 12 Pro Max máy lock nha, 9 triệu, 12 Pro Max lock 9 triệu thôi. iPhone 11 Pro 64GB, pin 83, ngoại hình đẹp nha, 8 triệu 6. LG Vervet 2 Pro, RAM 8/128, 6 triệu 2 nha, Vervet 2 Pro. S22 bản hàng 1 SIM, 7 triệu nha mọi người. S23 Ultra quốc tế 2 SIM, RAM 8/256 nha, 15 triệu 7, máy khá là keng nha, keng 99 luôn.
Samsung Galaxy Z Fold 5 bản hàng nha, bản hàng bây giờ cũng đã 2 SIM rồi, RAM 12, bộ nhớ trong là 512GB nha. Giá bán của bên mình là 21 triệu 500 nha, 21 triệu 500. Oppo A57 nha, RAM 4 và nhớ trong 64, 2 triệu rưỡi nha mọi người. Oppo A76, RAM 6 128 nha, 2 triệu 750.000. Oppo A78 này, RAM 8 256 nha, A78 hàng chính hãng nha, 4 triệu 2 nha mọi người. Oppo Reno 10 5G, RAM 8 256, 6 triệu 850.000 nha. Cái này là cây Oppo Reno 8 Pro Style nha, Style RAM 8 256, 4 triệu 950.000 thôi. Xiaomi CV2 nha, con này RAM 8 128 nha mọi người. RAM 8 128 thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 4 triệu 9 nha, và mình có bản 256GB là 5 triệu 1 nha, CV2. Oppo Reno 5 Pro nha, Reno 5 Pro 5G, sở hữu màn hình cong, máy khá là đẹp nha, Reno 5 Pro. Đây, giá bán là 3 triệu 7 nha mọi người, 3 triệu 7 thôi. Cái này là cây Nova 9C, khá là đẹp luôn nha. Cái này bên mình bán cho mọi người cũng chỉ với giá là 3 triệu 7 luôn, Nova 9C, anh lấy luôn, 3 triệu 7. Vinmax Lite 4 nha, RAM 6 và nhớ trong 64, 2 triệu 2, máy đẹp nha, Lite 4. Google Pixel 3a XL nha mọi người, RAM 4 và nhớ trong 64, 2 triệu 1 nha, 3a XL. OnePlus Note 10 5G nha, máy đẹp keng 99, chip 690, cái này tên là bên mình đã bán chỉ có 3 triệu thôi. Con này là con Sharp R6 nha, camera lên đến 1 inch, ám cực kỳ nhẹ, RAM 12, bộ nhớ trong là 128GB, 4 triệu 7. Sony Xperia 5 Mark 2 nha, 4 triệu 250.000, hôm nay giảm còn 3 triệu 8 nha. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình nha. Nhớ cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người.